phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại do Liên đoàn Lao động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Tân Phú tổ chức. Tập thể trường tiểu học cán bộ, giáo viên, nhân viên trường tiểu học Võ Thị Sáu tích cực tham gia hoạt động với tiết mục Múa dân vũ Việt Nam ơi đánh bay Covid. Với tiết mục này, trường tiểu học Võ Thị Sáu mong muốn gửi đến hai thông điệp: để có sức khỏe tốt phục vụ cho công tác, chúng ta phải chăm chỉ rèn luyện tập thể dục thể thao. Thông điệp thứ hai, chúng ta không được chủ quan trong công tác phòng chống dịch Covid dù bất cứ hoàn cảnh nào. Sau đây xin mời mọi người cùng tiến thưởng thức tiết mục Múa dân vũ Việt Nam ơi đánh bay Covid. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Đang yên đang lành, cuộc sống đang tươi xanh thì bỗng có Covid. Dân ta lao đao rồi đi ra đi vào lòng lo lắng. Giờ sao? Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ ý thức nhà. Vượt qua gian khó, Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Việt Nam ơi, cùng đoàn kết đánh bay Corona. Bình tĩnh luôn giữ tay, vệ sinh kỹ khắp nơi ở quanh mình và giữ gian khó. Việt Nam ơi, đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Yêu thương cuộc đời, tin nơi con người, đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân chăm cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình. Kẻ thù nào ta không chiến thắng, chiều người ngày đêm.